tay mình được 3 tháng thì bắt đầu là thấy da mặt mình bắt đầu bị sạm đi, nám bắt đầu nổi lên. Thì mình có lên mạng tìm hiểu với các chị, với các chị hỏi xem có sản phẩm nào dùng trị nám ấy mà không làm cho ảnh hưởng đến em bé. Thì các chị có giới thiệu về cái sản phẩm mà Movena Skin của bên bác. Thì mình có mua về sử dụng, thì mình thấy là mình cũng tìm hiểu thì nó là thảo dược từ lá trùng ngây, thì mình cũng biết là cái lá trùng ngây nó rất là tốt. Thế là lá trùng ngây nó còn dùng cho em bé trong sơ sinh ấy cũng rất là tốt nữa. Thế là mình quyết định mình sử dụng. Thì sử dụng 2 tháng thì mình thấy là rất là hiệu quả luôn, vết nám giảm đi rất là nhiều. Thì mình chắc là sẽ sử dụng sản phẩm này đến sau sinh luôn, sản phẩm lâu dài luôn đó. Thì mình hy vọng là nó sẽ giúp mình lấy lại cái làn da như cũ. Cảm ơn chị đã dùng sản phẩm bên em và đã chia sẻ những cảm nghĩ của mình khi sau khi mà dùng sản phẩm. Cảm ơn bạn.